Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh xuân bất diệt tập 130 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 186, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Trên sân khấu, Tống Trần mới nghiêm túc trả lời. Anh tạ, tôi không có biết mục đích của anh là gì, nhưng mà tôi trả lời rõ cho anh thế này. Chữ tính là mục đích mà chúng ta cùng hướng tới. Bất kể cá nhân, tập thể hay là công ty đều không phải là hoàn hảo. Lấy xăm xuyên ra mà nói, chúng tôi không có dám tự nhận là đại biểu của chữ tính. Nhiều phương diện chúng tôi làm chưa có hoàn mỹ, còn thiếu sót nhiều. Chính vì thế, hôm nay chúng tôi đề xuất ra cái tư tưởng này để cho mọi người cùng nhau thảo luận. Cô ấy giỏi đấy. Đường Vũ bình luận Lúc nãy cô khen là một bài phát biểu mà cái đó rất có thể do người khác soạn không phải là Tống chân viết ra. Nhưng mà gặp chuyện bất ngờ, bình tĩnh ứng phó đầu ra đó chứng minh bản lĩnh không tệ. Tô Sáng vẫn giữ ý kiến của mình. Đối phương cố tình phá đám thì đôi khi cùng lại thắng sắc. Tống chân trả lời xong câu này cho nên rút đi là đẹp nhất. Vậy tôi xin hỏi, quý công ty làm trái với tư tưởng của các vị tôn sùng làm trái lương tâm các vị không tạ tư kiền đột nhiên chuyển sang sắc bén ý công kích mười phần bốn phía lắng cả lại tu sáng vũ tráng xong con nhóc này thế nào cũng bị khích cho mà xem quả nhiên tống chân không có chịu yếu thế lớn tiếng đáp theo như tôi biết thì tuyệt đối không có tập đoàn xâm xuyên luôn coi trọng kiến tạo chữ tính biết rằng nó là một tài sản vô hình quan trọng. Có lẽ ở phương diện khác còn có thể thiếu sót, nhưng mà nhân vô tính bất lập, đây là tài sản hạch tâm của tập đoàn Sam Xuyên, sở hữu 56 năm lịch sử. Nếu đã thế, vậy cô có thể giải thích điều báo Nam Phương đã nói không? Hai năm trước, tập đoàn Sam Xuyên ở hải ngoại vì cái trường tiểu học thôn Bách Sở Sơn phát động hoạt động quyên góp. Hoạt động này á, nghe nói được các loại quỹ từ thiện lớn góp hơn 10 triệu đô, nhưng mà cho tới nay quỹ phụ trách chỉ nhận được có một phần 10 số tiền đó. Tôi muốn thay những cái đứa trẻ đang ngày càng đợi trường mới hỏi một câu, số tiền của chúng nó đi đâu rồi? Lễ đường ồ lên, sau đó mọi người xì xầm với nhau, lát đát có một vài vị trí, có người đứng lên, hô lớn hoặc đòi trả lời, hoặc chửi rủa không nói, cũng biết là người đối phương cài vào. Tiêu hút bản thân từ nhỏ sống ở nông thôn nhận thức rõ ràng sự nghèo khó lại thêm sự kiện đập xe lần trước đã mất sạch thiện cảm với tập đoàn Sam Xuyên tức thì lửa giận bốc lên <laughs> tôi biết ngay mà cái loại người giàu có này không có lương tâm lương tâm cho chó ăn hết rồi lần trước không phải là thế sao vì cái xe nát đó mà còn đòi gọi cả gia đình của người ta tới cái lũ khốn kiếp biết thế lần trước tôi cho cái thằng già nô kia một cái tát rồi Đường Vũ và Tô Sáng nhìn nhau không nói. Cô nghe Tô Sáng và Lâm quan Đống nói chuyện có người nhắm vào tống chân rồi. Không hiểu tình hình này là đúng hay là cố ý du quan. Tô Sáng mặt sầm xuống. Rõ ràng chỉ là một cô gái mới ra trường. Cái đám người này sao mà tàn nhẫn thế? Nếu chúng nhắm vào bất kỳ cao tầng nào khác thì Tô Sáng không có ý kiến. Nếu như quý vị không tin, trong tay của tôi còn có một văn kiện chứng minh chi thu của quỹ từ thiện chứng thực tập đoàn Sam Xuyên chỉ gửi có 1 triệu đô trong số tiền 10 triệu kia. Còn 9 triệu kia không biết ai đó ăn chặn hay sao thì chúng tôi cũng không biết. Tạ Tư Kiền xoay quanh một vòng nói với khách khứa, sau đó quay lại đối diện với Tống Trần. Cho nên hôm nay tôi mới đứng ra thay mặt những đứa trẻ đó đòi lại câu trả lời công bằng. Xin hỏi Tống Đại Tiểu Thư, chữ tính và trách nhiệm mà cô vừa mới nói có bao nhiêu phần đã bị chó ăn mất rồi? Nam tử bên cạnh tạ Tư Kiền đứng dậy dơ cái tài liệu lên, làm cái bộ dạng căm phẫn, sau đó phát cho người xung quanh. Tài liệu nhanh chóng truyền từ tay của người này qua tay người kia. Lâm Quang Đống ngồi sau lưng của tô sáng một hàng, nhoài người tới nói, chiêu này thật độc, ngay đúng ở diễn đàn kinh tế, như vậy cả Tống chân và tập đoàn Sam Xuyên bị đổ ập cái chậu mực lên người rồi. Xem ra muốn đánh một đòn không cho Sam Xuyên có cơ hội gượng lại tô sáng cũng nhanh chóng nhận được một bản tài liệu cùng với đường vũ và đồng đồng chụm đầu lại xem ghi rất rõ ràng ai lúc nào hứa quyên góp bao nhiêu tiền đại đa số ở trong đó đều là danh nhân muốn xác thực rất là dễ dàng không ai dạy gì đi bịa đặt ra con số này để mà vô duyên vô cớ đắc tội với những nhân vật đó cho nên người ta mới dễ dàng tin tưởng nếu không phải tô sáng biết trước nội tình có lẽ lúc này thở dài bỏ về sớm rồi khỏi phải nhìn chuyện tiếp theo. Lừa đảo từ thiện, điều này bất kể đối với cá nhân hay là xí nghiệp đều nói, đều là một tai họa mang tính quỷ diệt với danh dự và chữ tính. Đối phương lựa chọn ra tay ở cái ngày lễ trở lại trường đang rất là thu hút sự chú ý. Lại là một diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng, hiệu quả lớn gấp nhiều lần so với công kích ở trường hợp khác tin rằng chỉ cần là ý đồ của bọn chúng thành công, ngày hôm sau sẽ là một chủ đề lớn mang tính xã hội. Tiếp đó, dưới sự chèn ép chính trị, tập đoàn xâm xuyên rất có thể bị đuổi khỏi Trung Quốc không một tiếng thoá mạ. Mặc dù vì sự kiện này, thế lực đằng sau rất có thể đắc tội với Đại học Thượng Hải, nhưng mà chỉ cần hạ được xâm xuyên, cái giá như vậy là quá nhỏ. Bọn chúng cũng đã chuẩn bị nhiều cách dỗ về Đại học Thượng Hải rồi đối phương tấn công quá bất ngờ, ác độc, tính toán kỹ càng, đào tình cùng với một vài cao tầng của tập đoàn Sam Xuyên có mặt cảm thấy trước mắt tối đi, hối hận không thôi. Đáng lẽ ngay lúc nãy đã nên đừng có ra ngăn cản rồi, đưa Tống chân rời khỏi sân khấu mới đúng. Nhưng bây giờ xung quanh nháo nhào như vậy mà bỏ đi thì tình hình càng tệ. Đại thế đã mất rồi. Suy nghĩ đầu tiên của Đào Tình, một khi mà tập đoàn xâm xuyên rơi vào dòng xoáy dư luận, bị vô số người nhổ nước bọt, cho dù là vị đại lão kinh thành đứng sau lưng của bọn họ cũng phải né tránh. Đào tình gần như không có kềm chế được, đứng bật dậy. Các người phỉ bán sao? Nhưng mà dốc người của bà nhỏ nhắn như con gái của mình, giọng nói run run không có đủ lực, lại thêm toàn lễ đường đã bị người của tạ Tư Kiền kích động, chẳng khác gì đá ném vào biển, chẳng có gây nên được chút sóng gió nào chuyện quyên góp này đúng hay sai tu sáng không biết nhưng mà tu sáng tin là tống chân và đào tình đều không có biết rõ nội tình cho nên chỉ cần một chút lúng túng này thôi không có câu trả lời thỏa đáng tại chỗ đều sẽ thành chuyện xác thực ghế khách quý lúc này những cái nhân vật coi là tinh anh xã hội không ít người kinh ngạc nhìn tống chân trên sân khấu có người ghét bỏ có người hả hê cũng có người tỉnh táo hơn tỏ vẻ thương hại Tạ Tư Kiền không có bỏ lỡ thời cơ, đọc lớn lên vài con số để cho những người không có nhận được tài liệu cũng biết. Như danh nhân A tuyên bố quyên góp mấy trăm nghìn, riêng một người bằng nửa số tiền mà Sam Xuyên gửi tới quỹ từ thiện rồi. Tôi tạm thời chưa có rõ chuyện này, có điều chúng tôi sẽ điều tra. Tống Trần đối diện với đám đông kích động phía dưới, giọng nói trở nên run rẩy, không có sức thuyết phục nào cả. Điều tra sao? giọng của tạ tư kiền một lần nữa cao lên mang rõ sự mỉa mai tra thế nào đây trước kia ở hải ngoại tiến hành hoạt động quyên góp chính là mẹ đẻ của cô đúng không trước kia các người nói rõ quyên góp bao nhiêu sẽ công khai sẽ đóng góp hết bây giờ cả cái khoản tiền lớn không rõ hướng đi không có rõ hướng đi có hàm ý gì đấy hay là chảy vào túi của mẹ con cô rồi tổng đại tiểu thư tôi nhắc cô một câu thôi đây là lừa đảo hành vi này khởi tố thì không có chỉ bồi thường là xong đâu. Các người sẽ phải ngồi tù đấy. Quyển 6, chương 187, đi thôi. Tổng Trần cảm thấy đầu óc choáng váng Nếu mà người khác đã lui vào sau hậu trường tạm tránh đi rồi. Nhưng mà cô gái này quả nhiên không có tầm thường. Gạt MC qua một bên, vẫn cố trấn định giải thích. Giọng gần như gian lên. Anh đừng có ngậm máu phun người, Tôi nói sẽ cho điều tra rõ ràng, xin mọi người hãy tin tôi. Lúc này, từ mọi phía lễ đường, không ít người đứng dậy chửi bới, mang theo lời nói mang tính sỉ nhục, cùng với đám đông kích động. Tin cái con khỉ, bộ quần áo mà cô mặc, chắc phải tới vài trăm nghìn có phải không? Có phải là dùng tiền từ thiện để mà mua không vậy? Còn đỉ lừa đảo đi chết đi. Chỉ được cái mặt đẹp đẽ thôi, không biết xấu hổ, đường vũ khẽ bóp tay của tù sáng nhìn bóng dáng lẻ loi của tống chân trên sân khấu làm cho cô động lòng trắc ẩn tù sáng bóp nhẹ đáp lại hít sâu một hơi quá giải kìm nén trong lòng tù sáng không đành lòng nhìn một cô gái bị kẻ có mưu đồ biến thành đích của một mũi tên nhưng mà làm gì đây tống chân xuống đi đứng ở đó làm gì nữa gian sinh sự thương hại của người khác sao xuống đi đừng có mặt dày nữa cả nhà họ tống không có liêm sĩ. Một nam tử cũng mặc áo phong bình thường, nhìn bề ngoài không có gì nổi bật, ngồi bên cạnh đồng đồng, đứng bật dậy, tay dùng ném một cái góc nhựa, chỉ lên sân khấu chửi bới. Vì động tác quá mạnh, da phải dai của đồng đồng, nước đá lạnh, sót lại bắn lên người, làm cho cô kêu khẽ một tiếng, người phải nghiêng đi né tránh. Đồng đồng được đường vũ, ôm lấy người giữ lại, nghe thấy cái tiếng đồng đồng kêu rào, Tô Sáng Dũng đàn nén giận, không nhìn được nữa. Nhìn kẻ này đủ biết không phải là sinh viên trong trường hay là sinh viên trở lại trường rồi. Tô Sáng nổi điên, tung chân đá vào hông của tên nam tử, tuổi chừng 30 tuổi, để đầu đinh đó. Nam tử này đang đứng chửi bới hăng, không ngờ bị tập kích, ngã ra đất. Tài tuy là cố bám vào ghế để mà giữ lại, nhưng mà không kịp nữa, ngã xuống cái lối đi nhỏ, khiến xung quanh gây ra một trận hỗn loạn nhỏ cùng mẹ nó Người kia bật dậy định lao tới Cổ áo đã bị túm lại Lý bằng vũ ngay tức thì Từ phía sau nhảy lên Không có cho hắn kịp phản ứng Tóm cổ áo ném đi Sao mà lại đánh nhau ở chỗ này vậy Loại người nào mà thiếu tố chất vậy chứ Tù sáng rời hàng ghế bước ra Mấy người quanh đó Đang giận dữ định mắng chửi Dội nín lại Nhanh chóng có người nhận ra y À tù sáng sao Thoáng cái tên tù sáng lan truyền, mọi người nhìn mặt của y đều cảm giác được sắp có chuyện xảy ra rồi. Tù sáng, bình tĩnh, đồng đồng không sao. Đường vũ thấy tù sáng, hùng hổ, muốn ra ngoài, mới dội kéo tay của y lại, sợ làm lớn chuyện. Không sao, anh có tính toán rồi, sẽ quay lại ngay. Tô Sáng mới nhỏ giọng trân ngang. Đường Vũ nghe Tô Sáng nói vậy thì yên tâm. Chỉ cần là Tô Sáng không phải kích động, muốn đánh người thì cô yên tâm rồi liền buông tay ra. Tô Sáng không có tới tiếp tục đánh cái tên kia mà theo đường đi tới thẳng sân khấu. Cả lễ đường vốn lầu ngào mất khống chế ngay cái thời khắc này hơi lắng xuống. Tổng chân mắt đỏ que, nước mắt quen mi chỉ trực rớt ra ngoài. Nhưng mà tận lực áp chế ngực phập phòng, tức giận lẫn quốc ức. Giọng khàn đi, cố gắng thuyết phục đám đồng. Nhưng mà bất kể thế nào cũng không có thành công. Ngồi xuống ghế, ánh mắt hơi thất thần. Đúng thời khắc, Tống chẳng đã thấy như bầu trời sụp đổ thì có một bóng người xuất hiện choáng hết tầm mắt của cô, cao lớn như là muốn gì cô đỡ cả bầu trời. Tù sáng khẽ lấy ngón tay gõ mi rô phát ra tiếng phục phục, sau đó mới nói, chuyện gì thế này, một đám người xúm lại chửi bới một cô gái, hoài phong quá sao? Đại đa số sinh viên ở đây chẳng có thù hận gì với Sam Xuyên chẳng qua hai cái thái cực tương phản quá lớn. Trước đó, Tống Chân đã phát biểu thuyết phục, ngay sau đó bộc lộ ra tin tức như thế, cảm giác như bị lừa gạt, lại thêm bị cái đám người tạ tư kiền, có kích động, có la hét, thật ra họ không có chửi bới. Những cái lời khó nghe kia hoàn toàn là do người của tạ tư kiền phát ra. Bây giờ, tu sáng cắt ngang, họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, sinh viên Đại học Thượng Hải vẫn có tố chất cao, nhất là tham dự diễn đàn mang tính học thuật thế này nếu đây là một cái sân bóng á, thì lại không có dễ dàng như thế đám người của tạ tư kiện gài khắp nơi còn định cố kích động lại nhưng mà xung quanh đã bình tĩnh rồi bọn chúng cố đứng lên khiêu khích thì quá nổi bật đành phải ngồi xuống đợi xem tình thế này bạn học cậu không phải là nhân viên tập đoàn xâm xuyên có phải không vậy thì cái chuyện này không có liên quan tới cậu cậu đừng có nên xen vào tạ tư kiền cực kỳ tức giận vì sự xuất hiện của tô sáng nhưng thân phận của tô sáng bày rõ ra đó hắn không có dám gây sự chỉ khuyên y không nên xen vào đây là đại học thượng hải đây là diễn đàn của học viện kinh tế chúng tôi tổ chức tôi không cần biết các người có mâu thuẫn gì đây không phải là chỗ các người lợi dụng đấu đá thương nghiệp lời của tô sáng lập tức được mấy lãnh đạo học viện gật đầu tán thưởng Bọn họ nãy giờ nóng ruột vô cùng để xảy ra cái chuyện quan đường như thế danh tiếng học viện lẫn trường học bị ảnh hưởng không nhỏ rồi. Cũng rất muốn đi lên nói câu này nhưng mà giới thân phận của họ rất dễ bị đối phương kéo vào thành cùng phe với tập đoàn Sam Xuyên. Có khi thai cô bé kia trở thành cái đích bị đám đông kích động chửi bới. Còn Tô Sáng lấy thân phận là sinh viên của trường hoàn toàn không có cấm kỵ gì giống như khi mà chủ tịch nước đi xuống địa phương thị sát bất kỳ người dân thường nào cũng có thể chất vấn những lời như vậy vì sao mà giá điện giá xăng dầu hay là giá nhà đất cao như thế nhưng mà nếu quan viên chính phủ chất vấn câu này lập tức sẽ bị người ta nghi ngờ động cơ chính trị đằng sau chức vị càng cao càng cẩn thận cái lời ăn tiếng nói tô sáng hướng thẳng về phía tạ tư kiện hỏi vừa rồi anh nói rằng trong tai của anh có chứng cứ khoản tiền của tập đoàn sam xuyên quyên góp được cuối cùng số tiền đó không có tới tay của quỹ từ thiện sao đúng tôi xin thanh minh trước không phải là tôi cố ý gây chuyện hay lợi dụng sự kiện này với mục đích cá nhân hay là thương nghiệp các bạn đừng có hiểu lầm tạ tư kiền bình tĩnh lại hắn có chuẩn bị cho nên vô cùng tự tin tôi đơn thuần lấy góc độ công dân bình thường thôi muốn chất vấn đạo đức và lương tâm của một xí nghiệp nổi tiếng tù sáng cắt ngang lời chính nghĩa rẻ rách của hắn. Anh có cái gì chứng minh tập đoàn Sam Xuyên thật sự có được số tiền đó? Lấy gì chứng minh số tiền những cái nhà hảo tâm kia hứa là quyên góp sẽ gửi vào tài khoản của tập đoàn Sam Xuyên? Ở phía dưới, nhiều người ồ lên như được gợi mở cái điều gì đó. Chúng ta đều biết chuyện nhiều người hứa mà không có quyên góp. Nói thì nghe dễ lắm, dí như lúc nãy anh có liệt kê những người ở trên du thuyền của tập đoàn Sam Xuyên hứa quyên góp mấy trăm nghìn USD. Nhưng mà thật sự số tiền này có gửi vào tài khoản không? Có bao nhiêu người hứa chỉ là hứa? Bao nhiêu người số tiền quyên góp không có đúng như là hứa? Hôm nay tôi nói tôi muốn quyên góp một triệu. Anh chắc chắn có thể nhận được số tiền này không? Tô Sáng giọng không có hề gây gắt. Đơn giản chỉ là đưa ra thắc mắc. Tôi muốn hỏi anh anh có chứng cứ gì chứng minh tập đoàn Sam Xuyên đã thật sự nhận được 10 triệu đô không? Tạ Tư Kiền mặt xa sầm nhìn chầm chầm tu sáng. Cái chuyện làm màu từ thiện diễn ra dù số kể, chuyện này đã diễn ra công khai cả trên truyền hình. Gần đây ở Olympic Sydney 2000, khi mà đoàn điền kinh trong nước giành được kết quả bất ngờ, có công ty lớn tiếng tuyên bố thưởng mỗi vận động viên giành được huy dương vàng một cái ô tô Kết quả tới nay đã 2 năm rồi, cái bánh ô tô cũng chưa có thấy đâu. Đó là phát biểu công khai TV còn thế. Mấy cái lời hứa hoạt động từ thiện càng không khác gì đánh đắm. Nếu như anh không có, vậy tôi có lý do tin rằng anh đang lợi dụng diễn đàn của chúng tôi bôi bẩn tập đoàn Sam Xuyên. Xin đừng có sỉ nhục trí tuệ của sinh viên Đại học Thượng Hải. Tu Sáng nói xong, không có thèm để ý tạ tư kiện. Lúc này, không có tranh thủ mà chuồng thì còn đợi lúc nào nắm lấy tay của tống trần nhỏ giọng nói đi thôi quyển sáu chương một trăm tám mươi tám vừa yêu vừa hận ai ai cũng có hy vọng được bốn năm đại học thật đặc sắc phong phú có ái tình có nhiệt huyết có giọt mồ hôi chiến thắng rơi trên sân bóng có đêm cầm cái chai bia sai khước bên bạn bè tham gia những cuộc tọa đàm giao lưu được mở mang tầm nhìn thấy được cái lý tưởng trong tầm tay và có một cô gái xinh đẹp ngồi sau xe đạp mép váy bay bay. Còn thực tế năm thứ nhất tất cả đều rụt rè thấp thỏm thấy ai cũng cẩn thận gọi học trưởng học tỷ ra ngoài á, hỏi đường cũng phải cúm núm trước mặt hội sinh viên hay là câu lạc bộ lớn thì sợ sệt tới năm thứ hai bắt đầu quen thuộc địa bàn suốt ngày hò bạn gọi bè tới lùi cái phố ăn giặt và quán nét cùng cán bộ trước kia mình e sợ xưng huynh gọi đệ tới trường học nhiều mỹ nữ nhất của thành phố năm thứ ba thăng cấp thành đóng cửa phòng đánh bài ăn tiền thường xuyên là uống rượu tán phét cho tới nửa đêm không thì chơi game xuyên đêm suốt sáng nhiệt tình tham gia hoạt động chào đón sinh viên mới đi lừa gạt học đệ học muội mang cái danh sinh viên lớp lớn ứng ngực đi khắp trường khi quen thuộc danh lam thắng cảnh của thành phố thượng hải tổ chức hoạt động du ngoạn khắp nơi, cùng với đám huynh đệ choàng dai bá cổ lớn tiếng reo hò dưới cảnh thành phố huy hoàng. Bất kể mới đầu là ghét bỏ, không quen hoặc si mê cái thành phố này thì năm thứ tư đều khao khát, có được công việc tạm thời cắm trại ở lại nơi này. Hâm mộ cái đám sinh viên năm đầu ngây ngô, coi thường sinh viên năm ba, ứng ngực, dên giáo, bắt nạt học đệ học muội Thế đấy, với đa số mọi người cuộc sống sinh viên tuy là cảm xúc nhưng không có sự kiện kinh tâm động phách, nhưng mà Tu Sáng không biết vì sao, luôn là tâm điểm những cái chuyện kinh tâm động phách này. Đi thôi. Tất cả âm thanh xung quanh ngừng lại, vì vậy mà Tu Sáng nói không lớn, nhưng mà qua micro truyền đi, mọi người hầu hết nghe rõ ràng. Trong cái khung cảnh lặng ngắt đó, Tô Sáng kéo tay của Tống Trần đi xuống khán đài có mấy nam tử áo đen đại khái trước đó nhận được cái lệnh ngăn không có cho tống chân rời sân khấu tuy tình hình mới có vẻ không có giống với kế hoạch bàn tính trước dẫn tiến tới có điều tỏ vẻ là ngần ngừ như đợi nhân vật ở trên ra lệnh khác xéo đi tu sáng quát ai cho mấy người tự ý lên sân khấu đã đánh người lại còn hung hăng ngang ngược một tên miễn cưỡng kiếm được lý do sức sẹo dãy đồng bọn xông lên lễ đường đã náo loạn rồi, tới mức này bọn chúng bất chấp, cứ giữ tống chân lại đã. Mấy cái tên này còn chưa tiếp cận được tô sáng, Lý Bằng Vũ, cao ngót ngát 1 mét 9 xuất hiện từ đằng sau. Thình lình mỗi tay túm lấy một tên, đập đầu vào nhau, thuận tay ném đi. Hai tên tức thì đã bị loại khỏi dòng chiến. Toàn bộ lễ đường, vì cảnh này ồ lên, đứng dậy. Không có khác gì ném lựu đạn vào cái đám đông, loạn hết cả lên. Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi không có thể chấp nhận được rồi không biết lãnh đạo nào chỉ tay về phía tù sáng rung rung quát làm cho ông ta nổi giận xảy ra cái chuyện lợi dụng diễn đàn hôm nay để hãm hại đối thủ cạnh tranh đã là ảnh hưởng khó lường tới danh dự của ban tổ chức cùng với trường học mấy lãnh đạo của trường vừa an bài dài biện pháp để xoa dịu cái chuyện này bây giờ tù sáng đại náo như thế hoàn toàn không có khả năng áp xuống nữa lãnh đạo này tức tới tái mét mặt mày mắt phun lửa nhìn tu sáng tu sáng nhân lúc hỗn loạn cùng với lý bằng vũ chạy theo con đường dùng cho quý khách tổng chân tai đen phiêu đảng đào tình hả hóc mồm trương tiểu kiều đứng dậy vỗ tay liền có người học theo cái tiếng vỗ tay quýt sáo gian dội ở hàng ghế thứ chín mười gì đó không có quá gần cũng không quá xa sân khấu cao hằng giống rất nhiều sinh viên khác xung quanh đứng dậy vỗ tay. Khuôn mặt không có vẻ phấn khích kích động như những người khác, chỉ có một nụ cười nhẹ nhẹ. Cùng tu sáng rời khỏi lễ đường, chạy một cái quãng đường dài, đến khi mà lễ đường học viện kinh tế đối quốc sau cái hàng cây rậm rạp. tống chân không giữ được sự kiên cường mạnh mẽ đó nữa, nước mắt rơi xuống, càng khóc càng lớn. Cuối cùng ngồi luôn xuống đất, gục mặt vào giữa đầu gối khóc ngon lành. tu sáng không có huyên nhủ đối với Tống Chân mà nói, chuyện ngày hôm nay đối với cuộc đời của đại tiểu thư luôn là thuận bườm xu gió, mà nói là đã kích không nhỏ. Nhưng mà những đã kích này á, vừa dặn chỉ bắt đầu thôi. Tống Chân từ lúc mà tiếp nhận vị trí tổng giám đốc sẽ phải đối diện với nó. Dần dần tôi luyện bản thân kiên cường cứng rắn hơn. Tống Chân không phải là nghĩ không thông, chỉ là thấy hơi tủi thân thôi. Khung cảnh khi nãy bị muôn người nhìn với một ánh mắt căm ghét thậm chí là thù hận nghe những cái lời chửi bới độc ác cô phải chịu áp lực không có ai tưởng tượng được đợi khi mà điều chỉnh xong tiếng nghẹn ngào tống chân đứng dậy nói với tô sáng cho mượn giày một chút đi tô sáng hơi ngớ ra vừa rồi y kéo tống chân chạy một lèo chẳng biết trong kia phản ứng ra sao ít nhất là dọc đường có người xì xầm bàn tán giữa thanh thiên bạch nhật để cho cô bé này ôm khóc một hồi Thì cô nhảy xuống hoàng hạ Cũng không có rửa sạch được quan ức Có điều y phản ứng rất nhanh Làm bộ quảng sợ rụt người lại Đây không phải là đóng phim đâu Tôi không có dám trông đợi Một cảnh máu chó như phim hàng Cô chắc không có phải là muốn Cắn tôi một cái chứ Tống chân vì cười Lấy tay lao nước mắt Lẫn di nước mũi đi khịt mũi một cái Đôi mắt giận đổ què Nhưng mà không còn sự khổ sở vừa rồi giọng dịu dàng nói cảm ơn anh tu sáng mỉm cười gật đầu xung quanh cây ngô đồng lay động theo cơn gió cuối thu những chiếc lá khô vàng rơi xuống từng mảng đồng đưa đáp xuống đất một chàng trai cao ráo lưng thẳng tắp đối diện là một cô gái tóc như là dòng suối dính lên khuôn mặt chưa khô nước mắt nhưng mà đẹp tới não nề trong cái ngày thu ở đại học thượng hải đó có rất nhiều nam nữ sống dài nhau vui đùa đi qua hoàn toàn chẳng biết tới vừa có một chuyện long trời lỡ đất đã diễn ra. Có điều cảnh trữ tình này định sẵn là cái khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn bão thôi. Rất nhanh, Tống chân đã được người của tập đoàn Sam Xuyên đón đi. Trong quá trình đó, diễn đàn học viện kinh tế vẫn diễn ra, nhưng mà vì sự kiện trước đó không còn ai chú ý nội dung thảo luận nữa. Cuối cùng, kết thúc sớm hơn dự kiến, gần như là người lên nói chuyện chỉ đọc và đọc thôi không có ai hỏi gì. Khi đám đông từ đại lễ đường tràn ra, bắt đầu xì si xầm bàn tán, cái bộ dạng ai nấy kích động. Mặt của vị lãnh đạo ai cũng trầm ngâm, chẳng có thể trách bọn họ, ngay trong cái ngày hội trở lại trường, một diễn đàn dày công chuẩn bị, có tới hai vị phó hiệu trưởng tỏa trắng mức độ coi trọng, không có thể nghi ngờ, lại xảy ra cái chuyện lớn vậy, thể diện của bọn họ làm sao mà chịu nổi. Ngay khi tạ tư kiền chỉ trích tống chân trước mặt của mọi người rất nhiều nhân vật lớn đã bấm điện thoại gọi đi khắp nơi diễn đàn này trừ học giả nhà kinh tế học nhà doanh nghiệp có cả khách khứa truyền thông và chính phủ chuyện lớn như vậy không có giấu được làm sao mà giảm thiểu ảnh hưởng tới mức thấp nhất là cái vấn đề lãnh đạo trường cân nhắc khi đó có người chỉ trích tập đoàn có xăm xuyên lừa đảo quyên góp còn tu sáng đánh người rồi lên sân khấu phản bác Lục Xuyên Minh đang ở sân bay Hồng Kiều tiếp đón khách. Nghe báo cáo này kệ mấy cái nhân viên trường đi thẳng ra khỏi phòng tiếp đãi tay cầm di động chưa có tiêu quá nổi tin tức chấn động này thấp giọng quát. Người trong diện khi đó làm cái gì sao mà không ai ra quản trật tự lại để cho nó phát triển tới mức đó. Chuyện diễn ra quá nhanh không có ai ngờ tới đến khi mà phát hiện ra ý đồ của đối phương thì đối phương đã đưa ra chứng cứ rồi sau đó hiện trường kích động. MC cố khuyên là Tống Chân tránh đi, nhưng mà cô gái đó quật cường không có muốn giải thích. Sau đó, không rõ gì sao mà tô sáng đánh người, rồi lên sân khấu, chỉ trích. Đó chỉ là một cuộc quyên góp, lấy tiếng vô nghĩa, phản kích đối phương, cố ý mượn hộ về trường của chúng ta, gây ác ý, đã kích tập đoàn xâm xuyên. Cố tình đổ nước bẩn lên người của đối thủ cạnh tranh. Hiệu Phó Tôn đã đích thân chỉ đạo điều tra đầu đuôi sự việc, chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ của hiệu trưởng. An bài một chút, tôi về ngay. Để lại vài nhân viên trường phụ trách công tác tiếp đón khách quý, Lục Xuyên Minh mới lên xe về trường, mặt nghiêm túc như là một tảng sắt. Ông ta lấy sổ tay ra, tóm tắt lại sự kiện xảy ra từ đầu tới cuối, sau đó khoanh tròn hai chữ tô sáng, lắc đầu cười khổ. Đây đúng là cái đứa sinh viên làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Quyển Sáu chương 189, ở giá đi. Thường thường, người tổ chức quyên tiền đều có ý tốt, nhà từ thiện hùa theo, hô dài tiếng là được. Dù sao xác nhận con số là một chuyện riêng tư của hai bên, còn phương diện con số trên truyền hình, mọi người thỏa sức, ăn to nói lớn là được. Kết quả người có thành tích, bên được danh tiếng, còn quỷ từ thiện thì có khổ không có nói ra được, cũng vẫn vui thôi. Vì sao mà anh nói ra người ta không có cho tiền nữa, lại chẳng có thể nói người ta quyên góp không có đúng lời hứa. Đi xin tiền phải khép nép, ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Có là tốt, còn đòi hỏi cái gì nữa? Đám Lý Hàng đợi cho kết thúc diễn đàn tụ tập quanh người của Đường Vũ, tù sáng không có mặt. Đường Vũ bất giác thành trung tâm của dòng tròn nhỏ này. Trên đường trở về, mọi người vẫn còn cảm khái vì cái chuyện vừa xảy ra cái đám khốn kiếp nhà tư bản đó coi chúng ta là con khỉ để mà chơi đùa chắc. Bày ra cái trò mượn đau giết người, giết trừ đối thủ sao? Đám người đó có phải sinh ra hoàn cảnh quá ưu việt cho nên coi người ta là kẻ ngốc? Chúng ta là sinh viên, là phẫn thanh nên sinh ra là để công cụ cho bọn chúng xài sao? Chắc là bọn chúng cũng không có ngờ rằng nhảy ra đã bị tô sáng cho một gậy giữa mặt như vậy đại khái vì lúc nãy chửi tống chân mấy câu tự biến mình thành thằng ngốc cho nên tiêu hút đặc biệt tức giận rất nhiều người tham dự cái diễn đàn ngày hôm nay lúc này giống như là tiêu hút đang chửi rủa kẻ đứng sau thao túng suýt nữa khiến cho bọn họ làm ra việc hổ thẹn rồi trương tiểu kiều suy nghĩ tới vấn đề khác lo lắng nói với đường vũ đường vũ mặc dù tô sáng tuy là nói có lý nhưng mà nếu như chẳng may sau này chứng thực được tập đoàn Sam Xuyên ăn chặn tiền thật thì cậu ấy cũng sẽ bị cuốn vào lúc đó phiền phức to Đường Vũ nhíu mày một lúc sau lắc đầu có lẽ không đâu người tập đoàn Sam Xuyên hôm nay chỉ bất ngờ cho nên không kịp ứng phó thôi mình tin là họ sẽ bịt hết mọi sơ hở cậu cũng thấy biểu hiện của Tống Trân hôm nay rồi cô gái đó không tầm thường đâu Trình Thông Thông phụ trách tiếp khách lễ đường khi mà chuyện này xảy ra cô còn đang ở sau cánh gà, nghĩ cách thoát khỏi sự đeo bám của một tay học trưởng, hội sinh viên. Biến cố xảy ra, cô ở rất gần, tận mắt chứng kiến toàn bộ cái quá trình khoảng cách gần. Kết thúc diễn đàn, cô mới thay dội quần áo, bất chấp cái hình tượng thục nữ, tặng cho tên học trưởng không có biết tình thế kia một cú đá vào cái ống đồng, đuổi theo cái nhóm đường vũ và đồng đồng. Né, né, đợi mình đã. Trình Thông Thông đuổi kịp nhóm đường vũ còn chưa có thở điều đã giáo giác nhìn quanh hỏi vội Tô Sáng đâu? Cậu ấy đi rồi Đồng Đồng trả lời Hả? Đi đâu? Sao mà lại đi vậy? Trình Thông Thông không khỏi thất vọng Tô Sáng đang ở trung tâm dư luận vậy mà không có tranh thủ để mà lấy được tư liệu nóng hổi nhất Không biết nữa chả lẽ ở lại đây để cho người ta bu tới sao? Tin chắc chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan ra cả trường. Trình Thông Thông cũng hiểu, bình thường tô sáng chẳng có làm gì đã gây chú ý rồi, nữa là cái chuyện xảy ra chứ. E bây giờ khối người đang chầu chực trước cổng ký túc xá số 17 rồi. Vừa rồi, mình có nghe thấy hai người thảo luận, một người nói cái gì mà tôn nghiêm của toàn bộ nhân loại nằm ở tư tưởng. Đối thủ cạnh tranh của sâm Xuyên muốn dùng cái thứ dơ bẩn trát lên trường ta là xâm phạm tôn nghiêm của trường. Người kia nói bọn chúng tự coi mình là thông minh, bày trò dễ rách. Cuối cùng biến bản thân thành trò cười. Tóm lại chắc là người khoa triết học rồi. Nói chùa lắm, có điều đa phần nói lúc đó tô sáng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thật là đẹp trai, thật ngầu luôn đó. Đúng vậy, đồng đồng mặt ngây ngất. Lúc mà tô sáng nói đi thôi, tim của mình như là muốn tan chảy luôn. Nếu có một nam nhân trong cái tình huống đó nói với mình một câu như vậy, á mình sẵn sàng lấy thân báo đáp luôn. Ôi, đường vũ, hình như là mình thích tô sáng mất rồi, phải làm sao đây? Vậy thì ở giá đi. Đường vũ đáp một câu rất hay, làm cho cả đám cười lăn lộn. Hai nhóm chia trước cái ngã rẽ trở về ký túc xá. Ba cô gái khoát tay nhau đi về ký túc xá số 13. Trình thông thông tựa hồ đã bị câu nói của đồng đồng khơi lên cảm xúc trầm ngâm nói. Trước kia mình đã từng nghĩ Tô Sáng liệu có phải là một người đa tình phong lưu không? Nói cũng không đúng ai cũng biết tình cảm của Tô Sáng dành cho bạn lớn thế nào. Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm vẫn không có thay đổi. Nói có cũng không phải là không có lý do. Đã có bạn gái rồi lại còn thân thiết với nhiều cô gái khác như Lâm Lạc Nhiên, hay là như là bọn mình chẳng hạn nhưng mà hôm nay mình đã biết rồi tù sáng quá dễ mềm lòng có lẽ với cậu ấy hành vi hôm nay tự nhiên như là ăn cơm uống nước thôi là một cô gái nào thì cậu cũng làm thế nhưng mà nữ nhân chúng ta là động vật cảm tính trong cái tình huống đó sẽ nghĩ thế nào cảm động là tất nhiên rồi cô ngốc đồng đồng là một ví dụ rõ ràng đó đồng đồng định lên tiếng phản đối nhưng mà muốn nghe trình thông thông nói hết đành phải cắn răng nhịn tiếng cù ngốc lại thêm cái điều kiện của tô sáng tốt như vậy từ cảm động chuyển sang tình cảm nam nữ sẽ rất gần mà tô sáng lại không có ý thức được điều ấy trình thông thông nghĩ tới hôm đó mình gặp chuyện không có khác gì tống chân là bao tô sáng đứng ra làm cho cô mất ngủ cả đêm nhắm mắt lại thấy cái mặt đó nếu không phải hôm đó là ngày cuối cùng học kỳ, cô có cả hai tháng hè điều chỉnh lại tâm trạng, có khi là tình cảm của cô tới tô sáng đã có chuyển biến thật sự rồi. Đường Vũ, bạn còn khổ nhiều đấy. Đường Vũ mới cười gượng, không đáp. Tính đó của Tô Sáng làm sao mà cô không nhìn ra. Chính vì nhìn ra cô không có nói được gì cả. Bởi Tô Sáng không phải vì lấy lòng con gái mà làm vậy đâu. Với Tô Sáng đó là một chuyện hết sức tự nhiên nếu cô bác tu sáng thay đổi thì lại không còn là tu sáng nữa. tùy thế tu tù sáng không phải là không có sức kiềm chế. trừ khoảng thời gian cô ở Hạ Hải khiến Lâm Lạc Nhiên và Trần Linh Sang tranh thủ chen chân vào. tới nay tu sáng tỏ ra là vững vàng đáng tin cậy rồi. diễn đàn kinh tế đại học thượng hải vừa kết thúc, có hai chiếc xe cảnh sát hú còi in hỏi tới nơi trao đổi với mấy nhân viên công tác của trường đại học thượng hải. Tiếp đó, mấy nam tử cố ý gây náo loạn, bị bảo vệ khống chế được, đưa lên xe. Còn Lý Bằng Vũ đánh gục mấy người, mở đường máu cho Tô Sáng chạy đi, xông qua bảo vệ của trường không bị bắt lại. Hiển nhiên, náo động ở lễ đường đã kích thích cái thần kinh rất nhiều người. Trong tình thế như vậy, Tống Trần được người tập đoàn Sam Xuyên đón đi. Tô Sáng cũng lên xe do Lý Bằng Vũ lái tới, cùng với Lâm Quang Đóng chuồn mất. Nhưng mà tu sáng biết Chuyện này không có đơn giản Chỉ cần thoát khỏi bảo vệ là xong chuyện Có kẻ đứng ra ở diễn đàn trường Cố ý gây rối như vậy Là đã có chuẩn bị sẵn sàng Mất lòng với Đại học Thượng Hải rồi Đã thế khi mà chưa đạt được mục đích Không có dễ dàng từ bỏ Chuyện này liệu có liên quan tới nhân vật họ cao kia mà chim quá nói tới không? Đối phương mục đích không thành liệu có cắn trả mình không chứ? Anh làm khá lắm. Ở trên xe, Tô Sáng cười nói, nếu hôm nay không có Lý Bằng Vũ, e rằng y đá cái tên kia gia vào người của đồng đồng, xong đã chẳng có dễ thoát thân rồi, đừng nói đi lên giải dây cho Tống Trần. Chàng trai thực sự xứng đáng với biệt hiệu công bằng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, khí thế khác nào cá voi lớn lao vào cái đàn cá nhỏ. Lý Bằng Vũ tựa hồ không có quen được người ta khen như vậy chơi với lỗ nam nam và lâm trú vũ chỉ suốt ngày bị đả kích cười ngượng nói chừng đó còn chưa có đủ cho tôi tráng miệng đâu trong quân trường cứ là phải gấp đôi cái số đó mới đã chứ quyển sáu chương một trăm chín mươi tô sáng khó lường tô sáng trong chiếc xe liên tục gọi điện thoại cho tô dị nhất lục xuyên minh kể lại cái chuyện hôm nay đồng thời thể hiện ái nái của mình một là thể hiện sự tôn trọng của mình hai nữa là tô sáng biết chuyện hôm nay thế nào ở trong trường cũng có kẻ không có bỏ qua cho y chuẩn bị trước là tất nhiên lâm quang đóng ngồi bên cạnh tô sáng từ đầu tới cuối hắn chưa có lên tiếng bộ dạng ngập ngừng tô sáng gọi điện thoại xong nói với hắn nếu anh nghĩ tôi và tống chân có cái gì thì là nhầm rồi tôi cũng không phải là một người lòng chính nghĩa quá dư thừa đâu những kẻ hôm nay muốn đẩy xăm xuyên vào chỗ chết, ngày mai rất có thể xoay cái mũ giáo về phía chúng ta. Nhìn từ nãy tới giờ, Lâm Quang Đống cuối cùng cũng lo lắng nói, cậu suy nghĩ chỉ là một trạng thái lý tưởng thôi, cậu đưa tay ra giúp đỡ người ta, nhưng mà người ta chưa chắc nhớ ơn của cậu. Không thiếu gì chuyện rút củ dưới đai nồi, vì lựa chọn lợi ích mà vong ân bội nghĩa là cái chuyện quá bình thường. Tôi chỉ lo cậu vì nhất thời suy nghĩ không có thấu đáo mà tự dưng gây thù chú quán. Đừng có hơi một chút á, là gây thù chú quán, nhưng phải tận dụng hết khả năng, tranh thủ bằng hữu. Tôi nghĩ bất kỳ là người có đầu óc nào cũng hiểu đạo lý đó. Tù sáng cần nhắc nói, tổng Thế Hạo của Sâm Xuyên, anh nói xem có phải là một người có đầu óc không? Facebook ở Mỹ phát triển ra sao, tin rằng là một công ty có giả tâm như là Sâm Xuyên, biết rõ ràng. Chẳng lẽ trong lòng của họ chúng ta không phải là bằng hữu bọn họ muốn tranh thủ sao? Nếu cần nhắc lợi ích, bọn họ sẽ lựa chọn chính xác khi mà đối diện với Đại Ba La. Vì thu mua cổ phần của Worm cần phải chỉnh hợp tài sản của chủ sản nghiệp cho nên công ty cổ phần Đại Ba La xuất hiện. Nếu như có người điều tra Đại Ba La sẽ lập tức kinh ngạc vì tiềm lực của nó, vì nó nắm trên 40% cổ phần của Facebook Mỹ 75% cổ phần của Facebook Trung Quốc, kiểm soát tuyệt đối. Trong tay nó còn có bách quá đôn hoàng, thương hiệu văn phòng phẩm số 1 trong nước là Thục Sơn. Thậm chí còn có công ty âm nhạc số, tạp chí truyền thông. Sau khi mà chỉnh hợp lại, Đại Ba La đã hiển thị ra quy mô của một tập đoàn lớn rồi. Di động gian lên. Tô Sáng cúi đầu nhìn số điện thoại, mày thoáng nhíu lại, sau đó giãn ra tiếp điện thoại giọng bên kia là của chim quá thở dài tôi đã nhắc nhở cậu rồi cậu có biết mình đang làm cái gì không tôi không có thể đứng yên nhìn người ta ra tay với một cô gái tay không tất sắc tô sáng trả lời hoàn toàn khác với điều đã nói với lâm quang đóng y không có hoàn toàn tin là của chim quá nói hôm đó luôn có một sự đề phòng với ông ta đừng có đánh giá bản thân quá cao tô sáng tôi thấy nhiều người đánh mất bản thân vì xu thế sự nghiệp phát triển quá nhanh rồi. Cậu xứng đáng kiêu ngạo nếu mà cậu thu bớt lại gai góc trên người, hiểu đạo tiến lui. Nhưng mà nếu cậu tiếp tục phóng khoáng, nửa đời sau của cậu còn rất dài, nó sẽ trải qua trong hối hận triền miên. Giọng của chim quá nghe có vẻ rất chân thành như thật sự lo cho tô sáng. Câu nói này là của chủ tịch chim hay là người ở đằng sau lưng? Tô Sáng trầm ngâm. Có lẽ có cả hai đi. Điều này không có quan trọng đâu. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi nên cẩn thận vì tới giờ cậu xứng đáng cho tôi tán thưởng. Tô Sáng hùng hồn nói. Nhẫn nhịn vô nguyên tắc không khác gì tham gia một cuộc mưu sát ti tiện. Nếu tôi ở đó mà giữ im lặng thì tôi không phải là tôi rồi. Tống chân là bạn tôi. Mục đích của chim quá ở giữa khích bác hai bên đấu đá đồng thời điều hòa không có để cho bên nào thắng quá dễ dàng. Ông ta vốn chẳng quý gì tốt khi mà nửa khích bác, nửa quyên nhũ tô sáng. Nhưng mà lúc này không khỏi thấy nực cười vì lời nói của tô sáng. Bạn bè sao? Cậu nói là cậu muốn sỉ nhục trí tuệ của tôi đấy à? Thương trường như là chiến trường, cơ sở quyết định hai bên cùng thắng lợi nằm ở chỗ lợi ích của hai bên cùng đảm bảo. Nếu mà cậu chỉ là một tên sinh viên nghèo, không có nói gì, cậu có nghĩ tống chân còn coi cậu là bạn không trên đời này không có thứ bạn bè giá rẻ vậy đâu tu sáng lớn giọng phấn khích nói trước kia tôi cũng rất nghèo tiền tiêu giặt cả một tuần tiết kiệm không có đủ đi ra ngoài quán game chơi một tiếng nhưng mà tôi vẫn có rất nhiều bạn bè giá rẻ như ông nói đấy tôi không có cho rằng trên thế giới này có người bạn nào sẽ không có ngại ngần tán gia bại sản để giúp đỡ mình khi gặp khó khăn nhưng mà tôi biết trên đời này con người ta nếu chỉ có một mình sẽ rất cô độc, nếu có một người bạn đi cùng không có bao giờ là chuyện xấu. Chim Quá đột nhiên không biết phải nói gì, lại buông một tiếng thở dài. "Vậy cậu tự xem lấy mà làm đi." Cúp điện thoại, Chim Quá đối diện với cửa kính sáng choang, đoán nhận một cái ánh mặt trời tuyệt đẹp của hoàng hôn. Ông ta không có quay đầu lại, vì biết văn phòng hiện đại rộng rãi kia hoàn toàn trống không. Bên kia là tình hình hoàn toàn khác. Tô sáng cúp điện thoại, mặt nhẹ như không. Cứ như mấy cái lời kích động vừa rồi, không phải là do y nói ra vậy. Lâm Quang Đóng nhìn tô sáng từ đầu tới cuối. Chủ tịch tô, nghe cậu nói chuyện, tôi suýt nữa tưởng rằng cậu là một thanh niên nhiệt quyết thật sự đó. Ai bảo anh tôi không phải là một thanh niên nhiệt quyết? Tô sáng cười nhẹ, đưa tay vẽ cái vòng tròn trong không khí nói trong một cái tờ giấy trắng nếu có một cái chấm đen người ta sẽ chú ý tới ngay vào cái chấm đen đó hiện giờ có nhiều người trong sáng lẫn ngoài tối nghiên cứu tìm hiểu tôi nếu tôi không có sơ hở nào bọn họ càng nhiệt tình bới móc nếu tôi có cho bọn họ một sơ hở bọn họ sẽ chú ý ngay vào đó mà quên tìm hiểu sâu hơn về khiếm khuyết khác của tôi nói tới đó tô sáng bóp tay lại nhưng họ không biết khuyết điểm này nắm trong tay của tôi chỉ có bọn chúng nhắm vào sẽ là một cái hố đen tôi dành cho bọn chúng tiếp đó giọng của tôi sáng lại thay đổi nở nụ cười không khác gì một thanh niên thuần tình như bao thanh niên khác nhưng thú thật là một kẻ ngông cuồng sốc nổi quá tự kiêu cũng thích lắm đấy anh sẽ không có phải quan tâm người khác nghĩ gì thích gì làm nấy kẻ xấu là một chuyện tốt nhỏ thôi cũng được tan dương nếu mà giữ hình tượng quá sạch sẽ quá tốt đến khi mà anh làm chuyện xấu dù nhỏ nhất cũng rất phiền phức lâm hoàng đóng nghi ngờ nhìn tu sáng đột nhiên hắn cảm thấy không có hiểu được chàng thanh niên này nữa rồi không biết tu sáng nói câu nào thật câu nào giả nhưng mà hắn càng thêm kích động phấn khích chẳng biết từ bao giờ hắn thấy tu sáng thật sự trưởng thành rồi càng lúc càng làm cho người ta tin tưởng hơn thực sự xứng đáng là một lãnh đạo cả tập đoàn lớn rồi. Tù sáng thì thấy trong lòng khoan khoái nhiều, trước đó cùng với chim quá hoặc người sau lưng của chim quá đấu nhau đều gián tiếp. Hiện giờ y có thể thẳng thắn trở mặt rồi, cũng rất muốn chứng kiến năng lực của người tên cao hàng kia ra sao. Nói tù sáng kéo sập thế kỷ và hán đường thì là quá khoa trương rồi, quá miễn cưỡng, y chỉ là một cọng cỏ cuối cùng đè chết hai cơ sở giao dịch, dính líu quá nhiều tới giao dịch ngầm kia thôi. Chuyện đó hoàn toàn là tình cờ, nhưng mà người khác nhìn vào khó tránh khỏi nghĩ đó là mưu sâu xa. Mâu thuẫn của Tô Sáng cùng với người sau lưng của ông ta từ đó đã triển khai. Tô Sáng hiện giờ chưa có năng lực khiến cho người ta phải thỏa hiệp, với bọn chúng sẽ chỉ là đã kích và đã kích. So với việc để cho đối phương chính thức điều động quân lực sang đối phó với mình, chẳng bằng nhân lúc này lôi kéo kẻ địch trong mắt của đối phương. Kẻ địch của đối phương càng mạnh, y càng an toàn. Tô Sáng hiện giờ còn chưa có hiểu lý luận chiến tranh cao thâm, nhưng mà chiến lược nuôi hổ, đấu với sói thì y vẫn biết. Nhưng như là Lâm Hoàng Đóng nói, đó mới là trạng thái lý tưởng nhất thôi, hiệu quả ra sao chưa biết. Đột nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, Tô Sáng hết nhíu mày lại lắc đầu, cúi đầu ủ rũ như gặp phải hàng ngàn vấn đề nan giải. Lâm Hoàng Đống cẩn thận hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Tô Sáng thở dài sườn sượt, đường vũ nhất định sẽ lại giận tôi rồi, không có biết lát nữa phải giải thích thế nào đây. Ai cũng biết cô ấy là bạn gái của tôi, tôi lại nắm tay cô gái khác chạy đi như thế. Chà, Lâm Hoàng Đống một tí nữa sặc nước bọt của mình rồi. Trong khi không có biết bao nhiêu người chạy đôn chạy đáo, đau đầu nhức óc nghĩ cách để giải quyết thì nhân vật trung tâm cơn bão lo nhất chính là bị cô bạn gái nhỏ của mình giận biết chuyện này á không biết mấy cái đám nhân vật lớn kia có đập đầu chết quách đi cho xong không tô sáng trở về ký túc xá thì cũng đã rất khuya trên đường về không có gặp ai hết có điều giờ đóng cửa ký túc xá đã qua bất ngờ quách minh duệ lại không có làm khó gì y cả cũng chẳng có ghi vào sổ trực tô sáng đoán cái tên này biết rõ chuyện rồi có lẽ nghĩ mình không có còn ở trường bao lâu nữa cho nên mới thi ân trở về phòng 602 quả nhiên cái đám lý hàng còn chưa có ngủ xúm quanh tô sáng hỏi hàng một chút sau đó kể trước đó có bao nhiêu người chờ đợi y trở về ra sao cuối cùng đến tận giờ đóng cửa bị quách minh duệ xua đuổi thêm vào nghĩ rằng hôm nay tô sáng không có về nữa bỏ đi kể qua cho y phản ứng trong trường thật là mấy cái chuyện đó đối với tu sáng mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi thoát được ba người bạn lắm chuyện tu sáng mới ra ngoài ban công đóng cửa bấm số điện thoại cho đường vũ cẩn thận giải thích hôm nay anh đã giúp tống chân hoàn toàn không có phải gì cá nhân tập đoàn sam xuyên bất kể là nói từ phương diện nào cũng là chiến hữu tốt đáng tranh thủ không có đợi tu sáng nói hết đường vũ nhẹ nhàng nói chuyện hôm nay với tống chân mà nói là điều bất công, anh làm rất đúng mà. Buổi tối mùa thu ở Thượng Hải hơi lạnh lạnh, tuy là hai người bọn họ cách nhau mấy tòa nhà, dù có căng mắt nhìn cũng không có thấy đối phương, nhưng mà nghe thấy giọng của đường vũ, tựa hồ toàn bộ quyền áo, âu lo trong ngày đều đã dứt khỏi đầu. Giọng nói ấy như là thủ thủy bên tai làm cho người ta ngứa ngáy. Quyển 6, chương 191, Phản ứng anh hùng cứu mỹ nhân, tô sáng ra mặt vì mỹ nữ của giám đốc xăm xuyên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Buổi tối ngày hôm đó, tin tức nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn Đại học Thượng Hải, nhanh chóng lan đi. Nhiều người thức đêm đợi xem diễn biến, sáng sớm mới vội vàng lên mạng cập nhật tin tức mới. Phải truy cho ra cái đám người kia là ai, coi sinh viên Đại học Thượng Hải chúng ta là kẻ ngu ngốc để bọn chúng lợi dụng sao. Đại học Thượng Hải không phải là nơi để cho bọn chúng muốn làm cái gì thì làm. Đây là tiếng lòng chung của tuyệt đại đa số sinh viên. Nhưng mà bọn họ không có mặt ở hiện trường, có thể bình tâm suy xét vấn đề cho nên mới có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy. Tù sáng thật là ngầu nha, lúc đó tôi cũng có mặt. Khi mà cậu ấy dẫn tống chân chạy mất, trái tim của tôi như mất đi một mảnh, không có tìm lại được nữa. Khỏi nói cũng biết là phát biểu của cô gái giống đồng đồng hoàn toàn không có quan tâm tới chuyện phải trái đấu đá ra sao đơn giản là bị hành động của tu sáng làm cho cảm động rồi hành động của tu sáng đáng nghi ngờ về mục đích đáng nghi ngờ về nhân cách dẫn xử tại sao mà trước đó cậu ta lại đánh người tại sao mà sau khi xảy ra chuyện không có ở lại trường cùng lãnh đạo trường bàn bạc cách giải quyết lại còn đánh cả bảo vệ bỏ đi cậu ta đơn thuần chỉ thích chơi nổi thôi. Điểm lại những cái chuyện cậu ta gây ra từ khi mà vào nhập học tới giờ xem. Một người 4 năm học, có một chuyện như vậy cũng đã hiếm rồi, cậu ta lại liên tục gây chuyện. Đếm không có sể rồi, rõ ràng là con người thích gây chú ý. Bài viết này không biết là do chủ của nó tính cách bảo thủ hay là đơn thuần ghen tị. Dù thế nào, kết quả cũng bị vô số người trích dẫn chửi bới tối tâm mặt mũi không có dám viết thêm một lời nào nữa thật tuyệt vời đúng là không có thể tin nổi rồi thành phần spammer không có đáng nhắc tới văn phòng làm việc in ấn và biên tập của báo đô thị đông nam nhân viên sáng sớm đúng giờ lên tàu điện tới tổng bộ của tòa báo lấy từ trong ngăn kéo ra một cái gói trà nhìn bao bì nhăn nhúm đủ biết là không phải loại đắt tiền lắm sau đó đổ ít vào cốc bật máy đun nước sôi cầm cốc về chỗ, dở cái tờ báo trước mặt ra, chuẩn bị tắm mình trong nắng ban mai, thưởng thức nhật báo in suốt cả đêm qua. Nhân viên này của phòng in ấn và biên tập 3 năm trước, tốt nghiệp Đại học Thượng Hải. Khi đó, vốn tưởng cầm cái bằng của Đại học Thượng Hải tới, sẽ có ngay một công việc tốt. Ai ngờ toàn làm công việc pha trà rót nước. Người ta chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cho nên nhân viên này hoàn toàn bỏ đi tâm thái cao ngạo vất vả hai năm rưỡi cuối cùng được vào văn phòng này cái gọi là sinh viên tốt nghiệp đại học tranh giá đa phần chỉ là sinh viên thường mà thôi phải vật lộn nuôi miệng nuôi gia đình nhưng mà khi ra ngoài xã hội nhiều năm nhìn lại luôn có cảm giác thân thiết đó là sự thành công của tư tưởng đại học thượng hải truyền thừa nhìn thấy cái tin trên báo nhân viên đó đặt ngay cốc trà xuống trên diễn đàn của đại học thượng hải đại tiểu thư của tập đoàn sam xuyên đã bị đối thủ dùng phương thức cạnh tranh ác ý bồi bẩn. Sau đó, một sinh viên đứng lên phản bác, dẫn đại tiểu thư rừng rừng nước mắt, phá giày để bỏ đi. Nhân viên đó đọc từ đầu tới cuối, mồm cứ há hóc. Có lẽ rùi bay vào cũng không hay. Đây thật sự không phải là tóm tắt nội dung bộ phim Hàn Quốc nào đó chứ. Sát dách, có hai đồng nghiệp đang bàn tán cái chuyện này. Một người nói, lần trước tôi có tham gia cuộc triển lãm kỹ thuật mới, đã từng gặp cô gái này rồi, nói không hoa chứ, chấn động luôn. Khi đó không biết có bao nhiêu nam nhân ở sau lưng thảo luận, bây giờ đúng là hồng nhan quả thủy rồi. Người kia nói, nghe nói tập đoàn Sam Xuyên có gia chạm lợi ích với thế lực ở Kinh Thành, xem ra có người muốn dằn mặt Sam Xuyên thôi, chỉ tiếc rằng cái chuyện không thành, bất ngờ tiền mất tật mang, xem Sam Xuyên phản đoàn thế nào chứ, cái vụ này sẽ còn náo nhiệt đó. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì chủ nhiệm phòng tin tức đi vào, mặt hùng hùng hổ, hổ hổ đập bàn hỏi, hiện giờ ai là phụ trách cái mảng đại học Thượng Hải vậy? Hiện giờ do hai phòng kim mảng giáo dục và chính phủ, mảng thương nghiệp do phóng viên Dương và phóng viên Chu phụ trách, tìm hiểu nội tình của tập đoàn Sam Xuyên. Vị phó chủ nhiệm chưa có hiểu vấn đề đứng dậy trả lời trừ hai người chu dương những người khác gọi điện thoại rút về hết đi bên trên có lệnh sự kiện của đại học thượng hải không có được làm lớn lên phóng viên tới đó triệu cả về đi vị chủ nhiệm nói xong dỗ dàng đi sang cái phòng khác mọi người nhìn nhau cảm thán không thẹn là đại học cấp phó bộ nha năng lượng của đại học thượng hải đúng là đáng sợ tin tức gì bọn họ cũng khống chế được ảnh hưởng gì cũng giảm xuống mức thấp nhất bên ngoài suốt ngày đưa tin về tập đoàn nào đó xí nghiệp trung ương nào đó ghê gớm lắm thật sự là đáng sợ nhất là mấy cái trường đại học kiểu này bọn họ mới là người có thể hô mưa gọi gió chẳng còn cách nào khác bọn họ đem tin tức bắt mắt nhất ngày hôm nay loại bỏ chẳng có ai quán trách gì cả mấy cái tin tức nhạy cảm như thế xác định có khả năng bị quỷ rất cao chuyện xảy ra không chỉ là một vài lần nữa tin tức thay thế bao giờ cũng sẵn sàng còn tự do báo chí đâu tôi muốn đăng thì đăng không có thích thì tôi bỏ đó là tự do còn gì nữa bên ngoài như thế trên mạng như thế bên trong đại học thượng hải cuồn cuộn sống ngầm ý kiến của tôi là phải đuổi học ngay cái đứa sinh viên này chuyện ảnh hưởng rất là ác liệt ở bên ngoài chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của kẻ gây rối còn nội bộ đứa sinh viên này cũng phải xử lý thích đáng tôi biết thân phận của nó cha là tổng giám đốc quốc sĩ cấp tỉnh bản thân mở công ty bên ngoài còn là một tỷ phú sáng nghiệp cái gì đó nhưng mà thân phận gì cũng phải xử lý loại sinh viên như thế không nói cũng biết trước nay quá thuận lợi rồi thân phận quá ưu tú ngông nghênh ngang ngược nhìn nó tùy tiện ra tay đánh người ở cái lễ đường là biết rồi đây là một hành vi coi thường nội quy nghiêm trọng. Trưởng phòng giáo dục Tiết Thụy trong cuộc họp khẩn cấp kịch liệt lên tiếng. Tôi không có đồng ý. Lục Xuyên Minh đứng dậy. Động cơ của Tô Sáng đi lên sân khấu lúc đó là đáng khẳng định. Không phải là ai trong chúng ta đều có dũng khí đó. Lấy đức nuôi người là mục đích của trường chúng ta. Còn chi tiết hai bên xung đột là do có nguyên cớ có thể tha thứ được. Tôi không có cho rằng như thế là có thể tha thứ được đâu. Dũng khí đáng khen nhưng mà không phải lý do tùy ý đánh người. Đối diện với mặt tốt của xã hội, dám lên tiếng dạch trần là đáng khen thưởng. Nhưng mà trong cuộc xung đột đó, có ba bảo vệ trường đã bị thương mà không có bắt được người. Từ điểm đó cho thấy người kia là vệ sĩ chuyên nghiệp. Một sinh viên đi học lại kè kè vệ sĩ bên cạnh. Tôi nghi ngờ mục đích đi học của cậu ta. Hơn nữa còn nghiêm trọng ảnh hưởng tới nề nếp của trường. Nữ chủ nhiệm đảng Hậu Quách nói, Tôi thấy có thể lý giải, mặc dù là phương pháp xử trí không có thỏa đáng, nhưng mà xuất phát điểm có thể khẳng định. Nếu không, mọi người nghĩ xem kết cục thế nào. Một cô bé mới trên có 20 tuổi, vô cớ bị nhóm người công kích. Chúng ta phía bên tổ chức lại không có thể bảo vệ khách mời diễn giảng. Tôi không hiểu cái lỗi tư duy của mọi người. Tôi rất nghi ngờ đây có phải là hành vi đổ giấy trách nhiệm cho sinh viên để mà đánh lạc hướng năng lực tổ chức yếu kém không chủ nhiệm quách chỉ đừng có quy kết như thế chúng tôi đứng ở góc độ kỷ luật trường nói lục xuyên minh nhíu mày ở đây có người lớn tiếng dứt khoát là muốn đuổi học tô sáng chẳng phải được ai đó chỉ thị hoặc là quỷ thác sao trước đó đứa sinh viên này còn đi đêm không có về sau đó đánh cả giáo viên tuần tra không có được viện trưởng lục bao che hành vi dung dưỡng đó khiến cho sinh viên này càng không có biết kiên nể là cái gì nữa tôi thấy học viện kinh tế không nên là gì lợi ích nhất thời nào đó mà bao che quỷ đi cái danh tiếng của trường tiết thụy không lùi lại lão tiết nếu như những cái lời này ở thời điểm khác người ta còn tưởng đang đấu tố địa chủ đó hai bên cãi nhau càng lúc càng lớn hiệu trưởng dương tiểu ất mặt ầm ầm lên tiếng đủ rồi các bạn vừa nghe xong tập 130 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.